Rồi, A Long xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị nhà mình đã quay trở lại với kênh Châu Long trong buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay. Thì lần trước Long có chia sẻ một cuộc video tài vườn của em Tài ở thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Thì do cái khu vườn và cái số lượng cây nó cũng nhiều nên là Long chia làm 2 clip. Thì đây là clip thứ hai tại nhà vườn. Trước hết quý anh chị mình xem thì ủng hộ cho em Tài cùng với Châu Gia Long một like để cho phấn khởi tinh thần quý vị ha. Yêu mến Long cùng với em Tài thì quý anh chị mình cũng có thể chia sẻ video để nhiều người được biết hơn. Thì để tiếp tục những cái tác phẩm cây bonsai đẹp tại vườn của em Tài thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tác phẩm mà em Tài đang tạo tác, những cái hoàn thiện thành phẩm và cũng có một số cây đang nuôi. Thì em Tài là tuy là người nhỏ tuổi nhưng mà cũng tạo nên được nhiều tác phẩm đẹp, thì đó cũng là một điều rất là trân quý. Mong rằng quý anh chị mình xem và ủng hộ cho em Tài quý vị ha. Thì rất vui gặp lại em Tài ha. Chào em Tài nhé. Dạ chào anh. Rồi thì mình sẽ giới thiệu lại số điện thoại địa chỉ để quý anh chị mình ví dụ ở gần khu vực này có thể mình qua vườn mình giao lưu, cũng như là muốn giao lưu cây ở trên vườn của mình thì cũng có thể liên hệ cho nó tiền em Tài ha. Dạ. Thì vườn em ở số 8 Lương Thế Vinh, quận Tân Phú. Anh em mà có search Google Map là nó ra đúng rồi vị trí này luôn. Thì số điện thoại giao lưu thì là 0935193459. Ừ, rồi ok. Dạ. Để ở clip lên trước thì clip bữa trước thì mình chia sẻ tới những cái sâm núi ở đây và cây nguyệt quế. Vậy thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ khu vực ở bên này đi qua luôn em Tài ha. Dạ. Bên này đi qua đi. Đây những tác phẩm mai chi thủy mini này, những cây mini mai chi thủy này, cái này gần như cũng liên lạc này. Dạ. Cột cành to, cột cành nuôi to lắm quý vị nhé. Hình chắc cũng khá khá hả? Dạ, hình nó ba mấy á. Ba mấy hình luôn hả? Dạ. Cái này chắc cũng khá khá tiền không? Dạ, 7 triệu. 7 triệu hả? Dạ. Ô hô. Tại vì cái nó khuyết ở đằng sau một xíu nên cái giá nó hai mấy hình? Ngay eo đây nè, 27. Em quay eo thôi. Em quay qua cái đoạn khuyết bên sau em coi. Sao nó giá 7 triệu thì... À, cái để nó thiếu một tí ha. Dạ. Để nó thiếu một chút xíu để. Nhưng mà không sao, mình nếu như ví dụ mình để như thế này mình chơi cũng được, hoặc là mình môi để thêm cũng được. Yeah. Hoặc là mình trốn về một xíu cũng được ha. Nhưng mà cơ bản là về cột cần nuôi cắt nhiệt cũng tới chỉ rồi. Yeah. 7 triệu cái này, cầm lên em Tài. Cầm lên. Đấy, 7 triệu một cây trung nu như thế này. Dạ cũng đấy là về chơi thôi. Cơ bản có thể là mình mua được cái phối nó rẻ. Mình giá mình từ mình làm lên mà, cây mình từ làm lên nên có thể là cái giá nó cũng phôi, phôi rẻ. Ừ. Cột cần cũng nuôi tới chỉ luôn nữa quý vị. À, một cây trung nu như thế này còn giá là 7 triệu đồng. Ok. Cái này thì còn nhiều cây lắm. Mini cũng làm theo lối cái bài này. Ừ. Đây em ở đây vừa chơi vừa giao lưu. Chơi đa số là cây mình tự tạo tác lên ha. Dạ. Cây trung nu. Này cái này giá nó êm không? Dạ giá cũng êm. Cây này cũng rơi vào tầm 4-5 triệu thôi. 4-5 triệu ha. Dạ. 4-5 triệu cây mini như thế này. Mini nhưng mà cũng dằn cũng khá khá to ha. Bên này này. Nói chung là hình em dựng nó đầy đủ rồi. Nó chỉ còn phần thiếu phần dâm nên là cái giá tiền nó rẻ. Dạ thì anh dàn giống như kiểu bán sản phẩm á ha. Dạ. Bây giờ nó êm hơn. Nhiều lắm. Có như cây này. Cái đó giá nó cao hơn hả? Dạ. Cái này nó hoàn thiện rồi. Ừ. Cái này nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Đang chuẩn bị bông rồi. Cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu? 9 triệu. 9 triệu ha. Dạ. 9 triệu cây mini như thế này quý vị. Nhưng cái làm chuẩn và cột cần nó to lắm. Hết kẽm hả? Dạ, hết kẽm. Quay cái mặt quan toàn. Ấy, kính mít hết mà. Người ta bông quá trời. Đang chuẩn bị bông. Ừ. Cái này anh em về giao lưu về tầm 2-3 ngày nữa là trắng bóc cây luôn. Ừ. Nói chung làm bông tết luôn hả? Dạ. Còn 9 triệu cái như thế này quý vị ha. Mini. Đấy. Sâm núi chải này. Cái này thì cũng gọi là bản thân phẩm.
mini luôn, xăm ngực mini. Cái này còn hai cái đổ nữa này. Cái này cái bông. Cái nào cái bông? Cái này cái bông. Cái bên này trái hả? Cái này trái này. Để mình tiếp tục. Bên này cái máy thủy mini thì nói chung là vô vàn luôn. Quý anh chị mình có thể mình muốn tìm cái gì khả năng tìm em tay là cái nơi lựa chọn hợp lý luôn quý vị. Nhiều lắm. Cái mini là nhiều lắm luôn á. Form này form thiên nhiên. Tại thiên nhiên. Không thấy ở đấy chưa hết đâu, còn rất là nhiều cái mini nữa. Em tay đang nuôi nhiều cái lắm. Hồng Ngọc Mai. Ồ, Hồng Ngọc Mai rồi, một cái em cầm cái Hồng Ngọc Mai đó. Cái đó nhiêu tiền không tay? Dạ rẻ anh. Hồng Ngọc Mai là khoảng nhiêu tiền hả? Tầm 1,5 triệu. Khoảng 1,5 triệu cái Hồng Ngọc Mai này. Ồ. Ừ. Tại vì cái này mới có làm tại nhà tàn thôi. Hình to lắm nha. Dạ. Phẩm tàng đồ cũng nhìn cũng khá, mình mới nhặt lá hả? Dạ. Khoảng 1,5 triệu cái như thế này. Mới lắm quá. 1,5 triệu cái Hồng Ngọc Mai đó quý vị ạ. Các bạn nên đi nhiều á, tại đi nhiều rồi nên nó cái giá trị cái mà nên ví dụ mà bọn đưa ra anh cảm thấy hợp lý là thấy là biết liền à. Dạ. Đó. Tại vì em tính theo giá trị em nuôi. Ừ. Tính sam. Ừ. Có cây này nè. Cái này hàng dự hả? Dạ. Em thả tăng thiên nhiên luôn hả? Xây dựng tăng thiên nhiên. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói chung là đang nuôi, chưa thành phẩm lắm ha. Nào chắc đợi khi nào thành phẩm quay em đỏ cho nó đẹp. Đây này là tình linh xăm rồi này. Đây này cũng dễ. Đế đều luôn á. Đế đều đang trốn dễ ha. Dạ. Yeah. Ừ. Nuôi cắt dệt. Nhưng mà cái nhìn cái phong cách em làm cái nhìn cũng hay. Nói chung là nó rõ ràng. Yeah. Mini này nhiêu tiền này? Dạ, cây này 1,5 triệu à. Siêu mini hả? Dạ. Là lớn nha. Nuôi thấy chứ nuôi cũng lâu. Bằng lát à, cho bằng lát cầm lên coi. Đấy. Nuôi cũng lâu đó. Để dần vàng chi cũng lâu. Siêu mini. Bằng ngón tay hả? Dạ. Bằng ngón tay cái quý vị ạ. Nhỏ mới làm mới khó đó. Cái nhỏ như vậy làm mới khó. Cái Hồng Ngọc Mai này là sao? Có khi nào 1,5 triệu nữa không? Chị, cái này nhít hơn, cái nó có cái dáng lắc à. Là 1,6 triệu. 1,6 triệu hả? Ồ, cái Hồng Ngọc Mai như thế này 1,6 triệu quý vị này. To lắm nha. Hồng Ngọc Mai mà cái cột như thế này là to lắm rồi tay. Dạ. To lắm. Cái bộ đế nó chảy, nó có cái độ lắc đẹp. Ừ. Này nuôi hàng phẩm nhìn nó đã lắm. Nói chung là cái giá đó thì anh thấy ok rồi đó. Ừ. Mấy cái mình đang nuôi, mấy cái mini đang nuôi này, xăm hương mini đang nuôi này. Đang nuôi mấy cây dòng mini. Ừ. Em thích chơi mini. Chuyên mini mà hả? Dạ, cắt mấy cái cục, cắt cục ngắn anh nuôi ra vậy đó. À. Nó cũng có đế này kia, thả vô cái chậu nhỏ. Này như có. Em cầm con này lên tay. Trời. Da đen là lớn hả? Da đen khá lớn luôn. Trời ơi, da đen là lớn mà làm được cái này mới phế này, mới tế này. Tế tại lông người này. Chân gắn xanh hô hết rồi hả? Dạ. Không còn chút thèo. Mà sau kia sao? Nó thèo luôn à. Về dòng cây mini của em Tài thì khỏi phải bàn. Quá trời cây mini luôn. Cái này nhiều tiền lắm anh em hỏi đâu. Nhìn sơ là biết rồi à. Ở nhìn cái đường nạt của cây là anh hiểu à. Các bạn thì nếu như quý anh chị mà thật sự thích thì có thể liên hệ ha. Mình tìm hiểu thêm giá. Có cây linh sam khai thác mini hả? Dạ. Dòng khai thác duyên duyên đó luôn. Duyên, nhìn là duyên cây đó. Dạ. Nhỏ nhỏ mini mà nhìn duyên cây đó. Tùng. Lên lõi cây tùng. Tùng. Tường vi này, đây gọi cái tường vi. Tường vi thanh lắc, đẹp. Tiền vi này nhiều tiền nè. Dạ, cây này thì để coi 1,5 triệu. 1,5 triệu thôi hả? Dạ. Êm hả? Tại vì mới xây dựng tàn sơ rồi.
chưa có chuẩn, giá cũng rẻ. Chưa có chuẩn lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà được cái đường thân nó đẹp. Dạ. Cho nên ra hoa nữa thì 1,5 triệu thì mới dễ bán này. Ừ. Đây, những cây mình đang nuôi đây hả? Cái trung đang nuôi đây. Cái già lắm. Dạ, cái cũng già lắm. Để nó sắc sảo lắm. Để nó để gọi là để tự nhiên luôn. Để tự nhiên mà để nó sắc. Dạ. Nó bạch để ha. Dạ. Này. Cây này nó lùng xíu. Ừ. Phẩm lùng này nó cũng khó làm. Em trai nhỏ tuổi mà làm cũng khá khá cái, nhìn làm cây cũng khá khá đấy. Anh cần phải học hỏi rồi em chứ đừng nói nữa. Đây có cái sâm núi mini đang xây dựng được quý vị kìa. Lùng lực hơn xíu không? Chuyên mini hả? Dạ. Cái đó quay nhìn không thấy được đâu ta. Bây giờ quay sơ vậy thôi. Cái này đang xây dựng nè. Cây này đế đều đẹp lắm. Đang nuôi nhìn vậy chưa ra đâu hả? Nhìn chưa ra cây được đâu. Dạ. Nhìn chưa ra cây nhưng mà cột cần nuôi trong cái khiếp hồn đó. Cây này à? Vẫn nuôi bò công. Nuôi bò công. Dạ. Cục luôn. Nhìn khiếp đó hả? Dạ. Ồ, cây này nhiêu tiền không tay? Dạ, cây này cũng rơi tầm 10 mấy triệu à. Khoảng 10 mấy triệu hả? Dạ. Tại vì chưa có hết chậu nên chưa có giá cụ thể. Ừ. Nuôi không? Ừ. Nuôi rục rịch lắm. Cho nên em đo sơ cái hình sơ sơ cái tay. Dạ. Em đứng 16 em đo được không? Đứng phía sau đo được không? Em đợi trái cây của anh chị nhìn cho nó dễ. Từ từ cái này tại vì nuôi công thì nói chung là nhiều anh chị quan tâm lắm này. Cái hoành này ngay vị trí đây là 26. 26 hoành. Ừ, ngay đây. Ừ. Chiều cao được bao nhiêu? Tản ra được bao nhiêu? Chiều cao từ mặt đế lên là 40. Cao 40. Cái ngọn. Tàn ngang là bao nhiêu? Tàn ngang cũng 40, 41. Mười mấy chiều cái máy thủy nuôi công này ha. Dạ. Cột cần đế đều. Đâu em xoay coi. Để em lấy mấy cây nhỏ nhỏ ra. Để đều. Cột cần bự. Ồ, cột cần nuôi bự lắm. Hết thèo luôn đó em tay nhỉ. Hết thèo luôn rồi. Không còn chút thèo nào đâu quý vị nhé. Phần cổ ngọn đi lên là rục rịch luôn. Nuôi công. Cái dòng này thì nó sống tốt, sống ở môi trường khí hậu nào cũng sống được. Điều biệt thì nó nu cống nên cái dòng này đúng là nhiều nu thật hả? Dạ. Nu bần bần luôn quý vị. Nguyên cái bể đế này cũng phải 5 mấy, 6 mấy. Bể cái mạng đế về dưới luôn. Dạ. Đây còn có cái hồng ngọc mai khủng bố này kìa. Cùng 1,5 triệu đó hả? Dạ. Như hồng ngọc mai này có 1,7 triệu cái quý vị. Mới ép chậu nữa. Ừ. Khủng bố lắm. Hình cùng tay không hết hả? Cái này phải dựng hình xíu nữa mới thấy đẹp. Ừ. Nếu mà giá nó rẻ thì dạ. Chuồng mày nó rẻ để quý anh chị về chơi. Ví dụ mày nhắm tập chơi đâu nó cũng dễ. Rồi ok thì như lời hứa thì sẽ chia sẻ khu ở clip bên trước mình sẽ chia sẻ khu vườn ở phía trên ha. Bây giờ mình đi lên phía trên em ta nhá. Dạ. Đi. Đây khu vườn ở phía trên này nữa quý vị. Trên này thì còn đây, nhiều. Đây em gọi là khu vườn trên mây. Thế này là cái nuôi hay là cái thành phẩm? Nuôi cũng nhiều anh. Nuôi cũng nhiều, thành phẩm cũng nhiều hả? Dạ. Có nhiều cây cũng ra chậu được rồi. Nhưng mà ồ. Em muốn nuôi cho nó tới bến luôn. Ồ, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Cây là chúng này. Mini, lại là cây mini này. Đây cây nuôi. Đang nuôi nhiều lắm. Đây là khu vườn ở phía dưới này, này bên vừa quái này. Còn đây là khu vực mà ở clip lần trước mình quay là bên này đúng không? Dạ. Yeah. Đấy quý vị này. Ở phía dưới là khu vực mà clip lần trước Long Gò quay chia sẻ. Khu vườn ở phía dưới. Đấy, khu vườn ở dưới. Rất là nhiều cây mini thành phẩm ở phía dưới đó quý vị ạ. Ở clip lần trước Long quay rồi. Đây, cây nuôi này. Bên này còn nhiều lắm bao la hả? Để mình chia sẻ cái nào nó thành phẩm một xíu để quý anh chị giao lưu. Có mấy cây mini này nè. Mini hả? Có giờ chậu luôn. À, siêu mini. Ồ. Oh. Cầm lên được, cầm ra luôn. Ôi giời ơi, mai như thủy siêu mini. Kim giò.
Kim Giòn hả? Dạ. Làm thay đổi cái bài. Nhỏ như vậy làm mới khổ đó, làm mới cực đó. Xoay mặt cả cái sau em đây. Siêu mini luôn hả? Dạ. Hết thèo rồi đó nhỉ? Hết rồi. Ok, con mini đây còn quá trời đây. Nó xíu xíu này. Đó, số em nuôi nhiều. Vừa chơi vừa giao lưu hả? Dạ. Nhưng mà chơi được cõi khu vườn như vậy mà chơi là cũng đã rồi. Còn quá trời, đây còn cây lật trúng này đẹp lắm. Dạ. Đây hổ mình mới cạp đó. mình cạp cho nó mềm cây. Dạ, nhìn nó khó chịu cái mốt đó, mình chỉnh nó lại. Nhưng mà nó cái đó nó thèo nó cuốn được mà. Dạ. Chứ không thôi mình để nhìn nó thố cái cây, nó thố nhìn nó kỳ lắm. Dạ. Cái này già được cây, nó già cây. Dạ. Bỏ cũng có cắt cành này, nuôi dầm. Cắt cái nào? À, cắt nuôi lại, chết vào. Cắt rồi nuôi lại cái nó. Ừ. Nó thố quá hả? Thố quá, nó không có tỷ lệ cưng, cưng đói. Em nuôi lại cái cành khác. Ừ. Nó đạt đến cái gì vậy, nghệ thuật vậy thì đôi lúc mà những cái lỗi nhìn nó khó chịu lắm. Cắt bỏ nuôi lại từ đâu quý vị ạ? Để mình tiếp tục tham quan những cái bên này. Bên này thì còn nhiều, cái mini còn nhiều lắm nhỉ. Hải châu mình là cái mini hải châu quý vị. Thế thôi. Cái này bóng cái trái này ta? Dạ, trái luôn anh. Trái hả? Cái mini rồi khoảng nhiêu tiền? Mini trái này khoảng nhiêu tiền? Cái này 2 triệu. 2 triệu, cái trái luôn đúng không? Trái. Nhớ nó có cái chậu ở trong đó. À, có cái chậu ở trong. Ờ, à, lấy ra, 2 triệu. Lòng. Đem ra liền, đây. Xong rồi trái như thế này 2 triệu quý vị này. Cũng to, bên cũng to lắm à. Cái này cây như cái phôi hay thác á kỳ em nuôi thêm. 2 triệu là được này. Ừ. Luôn lực luôn. Cây khai thác quý vị ạ. Mini. Dạ rất là dễ ha. Bên này còn xăm núi mini, bên này còn nhiều này, một đống cây xăm núi mini bên này luôn này. Đây có cây xây dựng. Đang nuôi. Dạ. Đang xây dựng cốt. Ừ. Cái này em tạo chẳng bẫy luôn hả? Dạ, cũng chơi, cũng chụp luôn. Chụp luôn. Mà đang thả cốt. Đang nuôi thêm. À, đang thả cốt cho to ra. Ừ. Còn cái này, cái nhỏ nhỏ này mà nó lắc duyên. Nhỏ nhưng mà nó lắc duyên. Xăm trái luôn. Trái luôn. Dạ. Đặc biệt vườn của em tay toàn là trái không nhỉ? Đi, chia sẻ thêm một khu bên này đi ta. Bên này có cái bên này nói chung cơ bản là cái núi là nhiều, nhưng mà xem có dạ. Cây nào. Cây xanh thì sao? Cây xanh những lần. Ồ, xanh thì xanh Nam Điền luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mini nhưng mà nhìn cũng độc đáo đó. Nhỏ nhỏ thôi. Xanh núi này. Nhiều lắm. Những dọc Hải Châu. Đâu có cái nào gần thành phẩm bên đó là Hải Châu hả? Hải Châu. Nói chung mấy cây này một người bơi khỏe rồi à. Ừ. Hải Châu là nhiêu tiền không? Dạ. Cây đó nhiêu tiền không? Cây này á hả? Cây này rơi vào để em nhớ giá rồi. Cái nào mà để coi là giả thì bảo sao cũng được. Dạ. Anh em có giao lưu thì liên hệ em. Ừ. Khu vực bên này thì cũng gần như đầy đủ, quá trời cây này. Còn mấy cái trang sen mini nhỏ nhỏ xíu mà sao ra hóa rồi ta? Dạ. Trang sen này nó dễ mà hả? Dễ. Dễ ra hóa. Ép chậu luôn rồi. Ồ. Siêu mini hả? Dạ. Nó đang ra bông. Cái này chắc vài trăm ngàn cây nhỉ? Vài trăm, vài triệu, vài trăm không? Dạ. Tùy theo. Tùy theo cây hả? Dạ. Mấy cái trang sen mini quý vị. Trang sen đây còn mấy cây này. Trang em cũng nuôi mini rồi. Trang đỏ là nhỏ, trang đổ này.
cái phôi nè. Mấy cái phôi là thường em mua sẽ nó sẽ về nè. Cái về làm. Ừ. Đây bắt đầu cắt làm. Dạ. Xây dựng sân núi. Cái này xây dựng 2-3 năm chơi hả? Dạ. Xây dựng đó, mấy cái phôi xây dựng là thường mua là vậy á. Ừ. Đây bắt đầu là xây dựng lên. Đó, mua mấy cái phôi và nuôi lên cái thành phẩm nó cũng chua chán lắm quý vị này. Đây có cái trang mini, trang vàng hả? Trang vàng. Đều rang hả? Dạ. Cái này rơi vào bao nhiêu tiền? Cây này hình như là 2-3 triệu. Mini thôi hả? Dạ. Nhưng mà nó đẹp nè, cây này bông chơi tết luôn á. Nó ra nụ hết trơn rồi, mỗi một đoạn nó ra nụ hết rồi. Ừ. Nụ bông thôi. Đó. Cái mini thôi. Rồi để mình qua một chút xíu bên khu vực cây núi bên này nữa. Ừ. Xem có cái nào mà nó êm êm hơn không? Cái thành phẩm đẹp đẹp hơn không? Như cái này. Thiên nhiên hả? Dạ. Ồ, mà chưa thủy quý vị. Đã lớn. Là lớn mà nuôi, tại vì cái dòng là lớn này á tay, mà mình nuôi cái mini mới khó. Dạ. Yeah. Tăng thiên nhiên. Đều đẹp lắm này. Đều khá lắm. Mà chứ thủy mini. Cắt nhiệt khủng khiếp luôn mà hả? Đây, khu vực bên này cũng là một khu vực núi nữa quý vị này. Ồ. Lá lớn. Lá lớn luôn. Gia đình lá lớn. Tiếp tục nuôi. Dạ. Cái này gần thành phẩm rồi, cái này gần giảm được. Cơ bản là cột cân sống hết rồi. Dạ. Giờ thế này mình giảm được thôi. Đây. Tiếp tục chia sẻ. Thường này. Những cây mini nhỏ thì em sẽ nuôi như vậy. À, đang nuôi đây. Ừ. Ủa, xây dựng hình. Em chọn mấy cái cây mà nó còn những cái khó cũng kẹo quá hả? Dạ. Con nó kẹo lắm quý vị ạ. Nhiều mini thì nhiều. Mình xây dựng. Đó. Để xong rồi mini. Bên đây còn mấy cái máy chiếu thủy này cũng khá khá này. Cái này. À. Bật chung. Ui. Để mở. Cái này vô chậu rồi. Cột mini. Cũng cắt nhiệt cột cân cũng gớm mặt rồi hả? Dạ. Như ví dụ cái này rơi khoảng bao nhiêu tiền em tay? Dạ 6 triệu anh. Khoảng 6 triệu cái này hả? Dạ. Cái trung núi này khoảng 6 triệu quý vị này. Cơ bản cái này thì nó hết thèo rồi và hơn chắc hai mấy hả? Hai mấy hơn. Về mình nuôi thêm lợp giấm thêm tí nữa, dài tí nữa là ok rồi. 6 triệu một cái như thế này á quý vị. Cơ bản 6 triệu thì ok. Khu vực bên này thì cái nuôi còn nuôi nhiều lắm. Những cây nuôi như thế. Linh Sam. Cắt nhật nuôi cắt nhật riết. 86. 86. Cái này được có nó quái. Có thân nó quái lắm. Xây dựng cái tàn cũng lâu quá mà. Ừ. Bên này thì gần như phôi nhiều. Mấy cái phôi thôi. Có như cây này nè. Là lớn. Đã lớn rồi. Rồi. Bật đề nhìn hết hồn nè. Nuôi em tay nuôi cái này chúng ta nhìn cái đường cắt nhiệt cắt chuyển là nghe mệt mỏi luôn rồi này. Đây là chung này. Cái này cây kim thanh mai á. Kim thanh mai hả? Kim thanh mai đúng rồi. Cái nhìn kim sơ thanh mai á. Nhìn sơ quá là tưởng là chung nữa chứ. Rồi ok thì các bạn là clip lần này cũng chia sẻ cũng khá khá cái tài vườn của em tay quý vị. Quý anh chị mình khỏi rồi. Có cái nào mà nó được bảo giá cho quý anh chị giao lưu.
Cái này thì cây quải rồi hả? Dạ, cây quải. Để vào cây quải. Cái này giao lưu anh em cũng giá 1,8 triệu. Cũng mềm hả? Dạ. Đây, lên mềm rồi. Nó thuộc là cây quải. Cầm cầm. Nó xíu xíu à. Nhưng mà được cái đường có này hả? Quan trọng cái đường có này này. Nó khó khó là đường có này này. Chiêu mini. Nhớ lắm. Rồi ok, chắc là có thể cuốn video tới đấy nó cũng khá khá dài thôi. Nên là sẽ mình sẽ kết thúc tại đấy em Tài ha. Dạ. Yeah. Thì qua đây Long cũng rất cảm ơn quý anh chị Minh đã dành ra một chút thời gian quý báu để theo dõi clip trong buổi trưa hôm nay, buổi trưa chủ nhật hôm nay quý vị nhé. Tại vườn của em Tài. Mong rằng quý anh chị mình xem thì thấy được tác phẩm nào thì liên hệ với em Tài để mình giao lưu ủng hộ cho em ấy có động lực làm nên những tác phẩm đẹp hơn trong tương lai gửi tới quý anh chị mình. Và bây giờ thời lượng của video nó cũng khá dài rồi nên là Long sẽ xin phép khép cuốn video này lại tại đây ạ. Long xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những clip tiếp theo. Ok em Tài ha. Dạ, chào anh.